Microsoft vừa cho ra mắt chương trình mới có tên Identify Bounty Program nhằm tăng cường an ninh cho khách hàng của mình. Cụ thể thì chương trình sẽ cung cấp các khoản thanh toán khác nhau cho người phát hiện ra lỗ hổng bảo mật trong các dịch vụ nhận diện của công ty, với số tiền thưởng từ 500 đô la Mỹ đến một 100.000 đô la Mỹ, số tiền sẽ thay đổi tùy theo chất lượng của báo cáo. Trước khi chương trình ra đời thì giám đốc nhóm bảo mật chính của Microsoft, ông Philip Misner cũng từng lưu ý tầm quan trọng đối với danh tính số của khách hàng trong việc truy cập các dịch vụ internet.